Ai là người tạo ra Lockwood? Ripping Rare? Hả? Đâu là tựa game có nhiều người chơi nhất Roblox? Lockwood? Sai hả? Vậy... Adopt Me? Hả? Vậy mà đúng? À, các bạn không nhìn lầm đâu. Đây chính là những tựa game dành cho người ngò IQ dưới lòng đất hả? Và mình sẽ thử chơi game dành cho những người như vậy nha. À, mà tất nhiên cũng không phải là có Roblox đâu các bạn. Nên là các bạn nhớ xem hết video nha. Và đừng quên để lại cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn. Và chúng ta vứt não để chơi game thôi. Như mình nói ở trên thì chúng ta sẽ đến với một tựa game Roblox. Tại vì mình làm Roblox thì mình sẽ đưa Roblox đầu tiên. Thì đây là một trong những trò chơi nó ghi là chỉ dành cho thiên tài. Nhưng mà các bạn có thể thấy là những câu hỏi mà nó cho chúng ta chơi á toàn là cái sai thôi các bạn. Ai là người tạo ra Door? Chắc là LS Bad. Ok đúng rồi các bạn. Billboard là thuộc thể loại game gì? Game Building là con game xây thuyền đó các bạn. Ai là người tạo game trong những cái tên này? Cái này không biết mình chọn bờ đi. Ok. Xong mấy câu này nó đúng các bạn. Mấy câu đầu nhìn nó sai vậy. Chắc là những câu đầu dành cho những người vứt não các bạn. Mình một người bình thường thì mình không không thể hiểu được cái logic này. Roblox được tạo vào năm nào? Mình nhớ là năm 2002. Mình nhớ là 2005 là bản test hay gì các bạn. Nhưng mà chính thức hình như là phải 2006 thì phải. Đúng rồi. Gì? 2 cộng 2 bằng mấy? Ủa? Cái con game này nó ghi là tựa game dành cho thiên tài. Become a genius. Genius Tensei. Tức là thiên tài đấy các bạn. Ôi, mình mới thấy con số này nó nhảy cái gì hả các bạn? Chắc là mình nhìn. Ôi, kìa các bạn. Thế kìa. Wow. Wow. 4 cộng 4 nha các bạn. Các bạn thấy không? Không những nó khiến bạn trở nên ngon ngốc. Đây, 2 cộng 2 đúng không các bạn? Mình chọn 4 nè. Đấy, là sai liền. Nó sẽ khiến cho bạn trở thành một người ngò, chả biết cái gì cả. 2 cộng 2 không bằng 4 chứ bằng bao nhiêu. Nhưng mà nó ôi, mình không biết được gì các bạn. Ai là người tạo ra Roblox? Cái này thì mà thực sự là mình không biết hết các bạn. Mình nhớ là một trong hai người này chính là Builderman. Vậy chẳng lẽ có hai đáp án đúng các bạn? Vậy mình chọn Builderman nha. Mình bị kích lười các bạn ơi. Nói chung tóm lại là đây là tựa game dành cho người thông minh, như mình đoán là nó là game dành cho những người ngo các bạn. Và mình sai thì mình thua thôi. Mặc dù là nó khiến mình trở thành một người ngo. Annoying Puzzle Game. Hỏng cái gì đấy? Giải cứu em gái khỏi đám cháy. Ok. Vẫn chấp nhận được. Tại vì cái quần áo thì may ra thì nó vẫn có thể đủ trọng lượng. Tiếp theo là cái gì đây? Ok, một cái áo. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Hai cái áo mà kéo được một người thì cũng tạm chấp nhận đi. Giờ chúng ta phải lấy cái gì đây? Áo vậy, sao chúng ta lấy được hai vậy? Rồi chúng ta còn phải lấy gì nữa? Cái gì vậy? Cái chổi chúng ta không cột vô cái kia luôn. Nó treo lơ lửng. Mà nếu mà có cột vô thì làm sao mà có thể vừa treo vừa cột như vậy được hả? Logic kiểu gì đây? Rồi còn cái gì nữa đây? Cái thảm. Cái gì vậy? Cái thảm hình tròn sao kéo thành hình này vậy các bạn? Chúng ta lấy được con mèo luôn. Cái what? Con mèo. Cái logic gì đây các bạn? Ok. Trời ơi. Lấy cả tóc nữa. Mình phải vứt cái não đi là vừa các bạn. Các bạn nào bất ngờ với mình nó còn gì đây? Ôi nó có thời gian này. Ôi chúng ta phải mở cái này ra nữa hả? Rồi sao nữa? Vãi cái hộp tủ mà nó dậy các bạn. Rồi nhảy xuống đi. Ấn cái gì nữa? Nó không có hướng dẫn gì sao? Cô gái ơi. Kìa. Giờ làm sao? Nào các bạn. Mình đã vứt não đi rồi nên mình chỉ biết ấn bừa thôi các bạn ơi. Gần như vậy không nhảy chứ còn nắm gì nữa hả? Chẳng lẽ người chơi đã ngon rồi mà nhân vật trong đây còn ngon nữa hả? Trời ơi, chẳng lẽ mình xem quảng cáo để nhận gợi ý? Trời ơi, thật sự là mình đã dùng gợi ý với cái tình huống chỉ cần ấn vào cô gái để kết thúc cái màn này. Mình thực sự muốn IQ của mình trừ 300 các bạn. Chả hiểu luôn. Tôi ấn rồi này. Nó bảo là mình hãy ấn vô cô gái để cô ấy. Trời ơi, mình thua mà không biết nói gì luôn.
nó gợi ý, nhưng mà cái gợi ý của nó đúng ngò luôn á. Những điều lạ cho não giải đố. Ok, chúng ta có một con chó nhỏ. Tựa game này không có âm thanh tại vì nó dính bản quyền. Ồ, cái gì đây? Cái gì sao mà nó còn không cho mình thấy ở trên luôn vậy các bạn? Wow, mình thử lại rồi nó bị lỗi luôn các bạn. Hờ, cái gì hết cơm hả? Gì ở đây có gần chục cái bát hả? Vậy thằng này ăn hết đi. Cái gì? Mở tủ gì đây? Bỏ cơm vô tủ rồi sao nữa? Nè ăn đi. Gì vậy? 6 tô cơm mất chi thằng này nó lấy ra rồi nó không ăn. À chẳng lẽ cái này là tiêu thụ hết cơm mà các bạn? Vậy cho mấy hút bụi. Mấy hút bụi cũng phải ăn cơm. À, cho con nhện ăn cơm. Cái này có phải là gợi ý không? Con nhện cũng ăn cơm. Con robot hút bụi cũng ăn cơm. Vậy cái phô mai có ăn cơm không? Không. Tính ra game này nó còn có tính người các bạn. Phô mai thơm quá. Thơm hả? Cho mẹ ăn luôn. Tôi muốn phô mai á kệ. À, có một ông chú ở đây. Nhìn rất là ông chú luôn. À, ok, xong. À, logic của nó vậy các bạn, cái gì? Cái này tập thể dục hả? Ok, vậy cho hai thanh niên nghỉ. Ok, cho con chiêu. Ui, oh my god. Tính ra mấy con game kiểu này nó cũng có điểm sáng các bạn. Đâu con chó nó có thành Giga Chat Dog không? À không, nó là con Shiba bình thường. À, con cá tập tạ được không? Wow, cái bình cũng phải tập tạ. Wow, nó rất là chát luôn các bạn. Cái này là Mew Win nha các bạn. Oh, con mèo á. Nhìn mày cũng có thể tập thể dục đi. À, sao mày ốm vậy? Hả? Còn cái gì nữa không? Oh, chúng ta... Trời, con ngựa. Tập đi. Thảnh gì? Cái bình cũng có thể tập là biết rồi. Con game này nó thúc... Ôi, con khủng long đâu rồi? Rồi, tập đi. Ok, xong. À, ok, vậy là chúng ta sẽ dịch hóa tiên nga cho cô gái này. Cái này là gì? Cái này chìa khóa xe hả? Chìa khóa xe thì sao? Cả lông chân hả? Oh, mụ phù thủy. Ôi, no. Tại sao lấy đồ mụ phù thủy không được? Game này logic kỳ mà. Mụ phù thủy lấy Lamborghini không? Không hả? Không thôi. Oh, một bông hoa vàng. À, tặng cho mụ phù thủy một bông hoa để bà có thể làm thuốc cho mình. Ủa, mọi thứ đều phải trả giá, vậy cái giá phải trả là gì? Trời ơi, cái con game này logic của nó là vậy đấy. Không thể hiểu được. Cái xe này làm cái gì? Mệt quá. Hát não thiệt sự luôn ý. Chẳng lẽ bức từng cọng lông chân? Không phải hả? Không phải thôi. À, cái này không phải chìa khóa xe, chìa khóa tủ. Trời ơi, cạo lông chân. Rồi, được chưa? Còn cái gì ấn được đâu. Không dùng não mà phải dùng cơ bắp à. Oh my god. Dùng gợi ý. Kéo ghế sofa ra. Ồ, cái ghế sofa nhìn có thể ấn lắm hả? Xin lỗi. Cái này mà ghế sofa hả? Cái này là cái gối. Ok. Rồi xong. Thua. Thua luôn. Không còn gì để nói luôn. Ok, như bạn thấy đấy. Đây là một trong những tựa game mà các bạn sẽ không cần dùng não. Dùng não ở đây là các bạn sẽ không cần dùng nữa. Thế nên là video này sẽ kết thúc tại đây. Nên mình sẽ... Không biết là các bạn có nên like hoặc subscribe hay không, vì mình cũng không đủ nhận thức để muốn các bạn làm gì nữa. Thôi thì các bạn nhớ like như gì đó gì nha. Chúng ta kết thúc video nha. Bye bye.